với điểm trung bình 8,35. Nữ sinh viên này là người dân tộc thiểu số duy nhất tốt nghiệp loại giỏi khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Đinh Đô Lan Thảo, hiện tại đã tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Luật ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, và em đã học ở trường chuyên Hồng Vương ngay tại thành phố Pleiku này. Đinh Đô Lan Thảo sinh năm 2001 ở thành phố Pleiku, có bố là người dân tộc Ba Na, mẹ dân tộc Gia Rai. Năm 2019, Thảo đỗ vào ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế Luật với 26,2 điểm, chưa tính điểm ưu tiên ở tổ hợp D01, gồm các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Phương pháp học tập hiệu quả chính là bí quyết để Thảo duy trì được thành tích học tập từ bậc phổ thông cho đến đại học. Mỗi người sẽ có một cái bí quyết học tập riêng khác nhau. Thì em thấy kiểu bình thường thì em cũng chỉ học một cách bình thường thôi. Thì lên lớp thì trước khi lên lớp thì em có đọc qua giáo trình, sau đó rồi ghi chép lại những cái gì mà em không hiểu. Rồi khi lên lớp thì em sẽ chủ yếu là lắng nghe các giảng viên giảng thì nó sẽ dễ hiểu với làm bài tập trên lớp. Sau đó về nhà thì em sẽ ôn lại kiến thức và làm lại các bài tập để kiểu ghi nhớ lại kiến thức thôi. Góp mặt trong danh sách khoảng 1.300 tân cử nhân tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, Thảo là sinh viên hiếm hoi người dân tộc thiểu số, không những thế còn xếp loại giỏi. Đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân và gia đình em, mà còn là động lực cho nhiều học sinh dân tộc thiểu số khác được truyền cảm hứng, nỗ lực, tự tin hơn. Em thấy là một số các bạn dân tộc thiểu số khi đi lên muốn học cao hơn thì họ sẽ thường gặp nhiều vấn đề liên quan điều kiện. Nhưng mà cũng có một trong số vấn đề đó là kiểu khá về tự ti về cái bản thân mình, về cái xuất thân của dân tộc mình là nó sẽ không bằng với những bạn khác, bạn dân tộc khác chiếm đa số. Nhưng mà em nghĩ là hiện tại thì là cái môi trường học tập cũng như là môi trường làm việc á, thì là người ta cũng đã cởi mở hơn rồi. Vì thế nên đối với em là cái việc mà xuất thân từ các dân tộc nào, em nghĩ là nó không quá quan trọng. Kể cả đối với em đây là khi em đi thực tập ở trong một cái công ty đa quốc gia thì mọi người rất là cởi mở. Thậm chí là kiểu như là thường hỏi em về những cái văn hóa của dân tộc em. Chính vì thế nên kiểu như là nó cái việc mà em xuất thân từ dân tộc nào nó không quá quan trọng, mà quan trọng là chính là cái nỗ lực của bản thân của mỗi người đó thôi. Gia đình của Thảo có hai chị em. Em trai của Thảo, Đinh Ra Lan Thuận, cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể khi nhiều năm liền là học sinh giỏi. Năm học tới, Thuận sẽ lên lớp 11 chuyên sử, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Em cảm thấy rất tự hào và vui vẻ khi nhận được kết quả từ chị mình. Em được, ngoài ra thì em cũng được chị mình giúp đỡ trong công việc học tập rất nhiều và được chị mình định hướng trong nhiều ngành nghề. Thì em cảm thấy rằng bản thân em phù hợp với lại công việc đó là quân đội. Em muốn tiếp bước của cha mình và cố gắng xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi phóng sự này phát sóng thì em Đinh Ra Lan Thảo đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời làm việc của một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực logistics, một trong số nhiều công ty mời Thảo làm việc sau khi tốt nghiệp. Theo cô gái Gia Rai này, em thích làm ở các công ty đa quốc gia bởi môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội trau dồi, tích lũy kinh nghiệm và đặc biệt là nơi để mỗi người có thể tự hào giới thiệu về nền văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cho bạn bè thế giới.